chào mọi người ha. Thì mình sẽ hôm nay là tập thứ ba, nói chung là dựng ba tập cho con Bim Đức này luôn á, đu ké. Thì sau khi mình chỉ quan, tức là con xe này, con Bim Đức E46 này, 325 này nó bị mất máy lạnh, thì mình chỉ quan đi qua bên chỗ Tuấn, là cái chỗ mà mình hay lên hai cái xe. Đó, như các bạn nhìn thấy đằng kia kìa, hai cái ống lạnh á. Đó, các bạn thấy ống lạnh không? Nó khô ráo nha. Và hiện tại vẫn còn lạnh đúng không Quang? Lạnh. Bấm cái là lạnh liền đấy. Thì tình hình là chỉ thay hai cái phốt nhỏ xíu trong đó và sạc lại ga thôi. Thì Tuấn kiểm tra rất là đúng bệnh và sửa lỗi luôn. Thì không hiểu sao là sau khi cái bữa hôm đó xong á, sau hay là trước hả? Trước đó chút xíu. Trước đó hả? Tức là Quang đang di chuyển con này đến cái chỗ để Tuấn để xử lý cái máy lạnh, thì nó bị xe nó rung và nó bị yếu. Thì theo kinh nghiệm của Tuấn bảo là nó bị bỏ máy, thì tụi mình cũng đã thay cái lọc gió mới luôn. Bây giờ hôm nay nó nguội nha, máy nó rất là nguội. Quang chỉ di chuyển từ bên nhà ở bên chung cư đằng kia qua bên này thôi, chắc khoảng chừng 200 mét thôi. Thì tụi mình sẽ tiến hành tháo cái này ra và tụi mình sẽ kiểm tra 4-6 cái con bugi của con này để xem tình hình nó ra sao. Ví dụ như 6 con nó đồng bộ hay không, hay là nó có bị nhớt vô hay không, hay này kia đó nọ hay không ha. Thì tình hình là tụi mình cũng đã nhìn thấy ở phía dưới, khi mình nâng cái xe lên tí xíu thì thấy là chảy ron đầu bò. Thì cái bệnh này là bệnh chung của cái dòng E46 mà Y6 này, cái ron đầu bò nó rất là nóng, nên nó thường nó sẽ bị chảy nhớt cái hướng bên này và nó sẽ rớt xuống bô ha. Và ngoài ra mỗi cái bugi của nó cũng có cái răng luôn để bảo vệ, không cho cái nhớt nó đi vô cái khoang, cái lỗ cắm bugi, mô bin cắm vô bugi nghe. Thì để tháo được cái này thì làm những cái gì? Tụi mình sẽ phải tháo cái khay này ra. Thì con này chủ cũ chăm cũng chưa tới giờ lắm. Cái khay này nè, nếu bạn có nhớ cái clip với anh Thanh á, là ở vị trí như này nè, 1 nè, 2 nè và 3 đối xứng bên kia, thì nó có những cái nút lò xo. Cái này thôi Quang cầm để đằng góc đi nè, sẵn có vệ sinh thì làm. Thì nó cái này là cái khay máng nước. Cái nắp hồi nãy nó sẽ che lên, và ở vị trí này nè, những cái lỗ này nè, nó sẽ dùng để kê cái lọc gió. Cái lọc gió nó sẽ dẫn cái đường gió ngoài đi vô trong con Bim Đức E46 theo hướng này nha. Nè, mở những cái này nè Quang. Thấy con ông này ha. Mở, hình như còn có một con nè. Đúng của nó là 4 con ông ơi, nó rớt đầu. Thôi nói chung tháo một con đó đi. Tháo một con đó đi, hình như trong cốp xe của mình cũng có mấy con ốc như vậy, nên mình sẽ chia lại cho Quang nha. Quan trọng phải lấy ra một con làm mẫu đã. Rồi, ok. Tụi mình sẽ cắm cái tham láp và đồng thời là tham láp để cho mình với Quang chơi chiếc này. Còn thanh niên trường. Ơi con, cho tao chào nè, say hi. Thôi mày không hai luôn rồi mày ơi. Đó, con của Quang đang chơi ha. Thanh niên trường là mẹ xe đang nổ máy sau khi ra ở clip thứ hai gắn được cái âm ly, thì đang ngồi các bạn thấy không, đang ngồi coi Dota 2 và để test cái equalizer, tức là cái điều chỉnh về cái mức độ bass drop này nọ trong xe đó. Thì thanh niên đang rất là hay say về cái món đó. Rồi, mình sẽ cắm máy để phụ Quang cái gì thì phụ ha. Mấy bạn nha, thanh niên đã chỉnh âm thanh đi ra rồi đó. Hả, xe tắt chưa? Tắt rồi đúng không? Thì con 325 này, E46 này nó có 6 mô bin tương ứng với 6 bugi. Thì cách tháo là sau khi các bạn nhìn thấy là các bạn sẽ phải tháo một số con ốc ở vị trí nào ta? Hồi nãy quên mẹ nó rồi. Đâu? Bốn con nè. Đâu cái này phao xăng nè. Nè, sẵn nhân cơ hội mở ra biết nè. Hồi nãy cái nắp mở ra nè, ốc nè, một con ốc ở đây nè. Một ốc ở đây là hai con nè. Bên này chắc nhàm đúng không? Ba nè, này tán nè, hai ốc và hai tán. Thì các bạn sẽ được nhân cơ hội trong lúc chờ Quang kiếm món đồ gì đó, thì mình sẽ cho các bạn nhìn thấy đây, đây là fuel rail nè, fuel rail của dòng E46. Nếu các bạn bật công tắc một ngày đẹp trời, các bạn chạy con E46 này mà các bạn bị giống như là đi vô ăn, đi vô chịch choạc gì đó mà đụng nó ra nó không có nổ máy, thì test luôn đi bạn. Mày vô đút cái chìa khóa nhân cơ hội, Quang sẽ đi vô đút cái chìa khóa bật nấc hai đi rồi đi ra đây. Đó, tưởng tượng đi, chiếc xe này đang chết máy đi nha. Bật nấc hai đi Quang, rồi đi ra đừng đề máy. Bật chưa? Đó rồi. Bật nhanh mà, bật nấc hai thôi. Rồi ra đây đi, ra đây nhìn nè. Chỉ cho chủ xe biết luôn. À, sau khi bật nấc hai ở trong đúng không? Các bạn mở cái nắp này ra. Các bạn sẽ lấy ngón tay đây là như van xe đạp á mà. Nè, ngón tay dài nè. À, cái lấy gì nhỏ hơn không?
cái vít này nhỏ nè, đây nè. Nó không cái này nè, cái đầu này nó tè. Nè. Là nó có bơm xăng, tức là kêu các bạn từ từ nha, rút về đi, rút về đi. Đó. Thì cái logic để test là cái bơm xăng nó còn sống hay không, tức là khi mà các bạn bật nó hai bơm xăng nó sẽ xoay một tí xíu, nó quay một tí xíu và nó bơm một lượng xăng vô để tạo áp lực để nó phun. Thì khi các bạn không đề máy thì bơm xăng sẽ không quay nữa đâu. Khi các bạn đề máy cho máy nó nổ thì bơm xăng sẽ tiếp tục bơm nha. Đó là nguyên tắc để kiểm tra. Rồi, cái này thì có thể là kiếm cái khăn gì đó lau đi. Đây, tháo bugi. Tháo bugi thì trước tiên là tháo mô bin, không phải. Đó, các bạn nhìn nè. Bật này lên. Thấy chưa? Nó có cái ngàm rồi bật lên nè. Đó. Rút ra. Rồi, nó có hai loại mô bin dành cho cái dòng E46 thì cái đây là một loại, còn một loại nữa có dịp mình sẽ quay lật đi. Con này thì thay cũng dễ thôi, nếu trong trường hợp các bạn làm chi tiết đến máy đó, các bạn nên tháo cái cực mà cực dương này ra. Rút. Nó mềm đấy. Đá ra. Kì vậy. Cái ngạp đem ra. Lấy cái vít dẹp bật ở đây nè, nó có cái ngạp đập vít dẹp ngay chỗ này nè Quang. Lấy vít dẹp bên vô. Nè các bạn, bốn con này thì ra bình thường nhưng mà hai con này có vẻ nóng này thì sẽ đeo vít dẹp vô bên. Đó, đưa vô nè. Cái đầu nó hơi bự. Kiếm đầu nào nhỏ hơn đi. Kiếm đầu nào nhỏ hơn đi. Đúng rồi. Đó, ra nè. Rồi xong, lâu ngày thôi. Đó là bình thường tại vì hai con này nằm vị trí sâu bên trong và nó thường nóng hơn so với những con còn lại nha. Tương tự con bên này luôn. Rồi tạm thời mình dừng ở đây nha, mình làm với Quang luôn. Đó các bạn, sau khi mình hỗ trợ Quang về việc là lấy một cây GSL ha, cây GSL để dặn các mobi bugi ra, lấy mobin ra, thì cái vấn đề nó phát sinh đây nè. Trong khi chờ Quang lấy 6 con bugi ra để so sánh thì đây là 6 con mobin ở trên con E46. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là nó không có đồng bộ, nó không có đồng bộ với nhau, mỗi con mỗi kiểu, và nó gần như chỉ có hai con này là ngon nhất thôi, còn lại ba con này cảm giác như là chuẩn bị tịch tèo tới nơi rồi. Ngoài ra các bạn sẽ nhìn thấy đây là mình xếp thứ tự nha, máy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Máy 1 thì ok. Máy 2, bạn nhìn thấy nè, tắt led rồi. Rồi cố gắng để dán bằng keo đen, cứu này nọ. Thì trong cái này á, ngoài cái chuyện cái mô bin mình thấy là nó không có được bền bỉ nè, chẻ nhựa nè. Đó, thì mình còn thấy được là may mắn là nó sẽ không có chảy nhớt. Tức là nếu các bạn lấy cái mô bin ra mà các bạn thấy cái nhớt nó động theo cái thân của mô bin á, tức là nhớt nó đi vô cái vị trí buồng đốt. Không, cái vị trí mà của cái mobile này được ghim cho cái bugi nha. Thì đó, tổng quan là mình thấy là chỉ có hai con này chắc xài lại được nè. Còn mấy con này thì nó hơi tèo rồi. Đâu, lấy đằng con coi. Mày làm gì dặn vậy, mày ghim rồi mày lấy ra thôi. Dừng nó hết đó. Còn không thì lấy cái dài hơn. Lấy cái dài. Ừ, lấy cái đó đi. Trời ơi, mày dặn cái gì mà bung luôn vậy trường. Không biết được có dặn, ủa ghim lấy thôi. Vô xong giật. Ừ, ghim bỏ ra. Không, vậy là dặn chưa hết. Nếu mà như vậy là dặn chưa hết đó má. Dặn chưa hết. Rồi, mình đi. Thôi vô chuyện. Ra đi, lại lên bạn ơi. Ủa bạn học quay phim lên mốt còn quay phim chụp hình cho vợ nữa. Rồi. Rồi. Vô khung hình chưa? Vừa vừa cái tài quỷ. Nâng cao lên tí, mày bị mất cái đầu của tao đó quỷ. Rồi, nó thế này nè các bạn. Sau khi tụi mình tháo cả bốn cái bugi ra luôn, quay xuống đây, rồi ngồi xuống nè, thì cả sáu cái con bugi luôn, thì sáu con bugi là mỗi con là mỗi kiểu luôn. Đây các bạn sẽ thấy là một chân, hai chân, một chân, hai chân, đó. Cái nhớt này nha các bạn, cái nhớt này các bạn phải hiểu nè, cái thân con bugi nó được chia làm đôi, cái phần phía trên là cái phần ghim mobin vô và cái phần phía dưới là cái phần được đúc vô cái buồng đốt. Thì về logic hồi nãy giờ tụi mình để là nó bị chảy nhớt thôi. Nè mình cho các bạn demo một con khác nha. Trong buồng đốt nó là sạch sẽ nè. Nó là sạch sẽ. Tuy nhiên cái phần phía trên, cái phần thân của bugi á, là cái phần cái mô bin nó được ghim vô như vậy nè, thì nó lại bị ướt cái nhớt. Tức là cái mình xác định, tụi mình xác định đúng là cái răng đầu bò. Cái răng đầu bò của cái cục máy E6 này. Và có 6 cái răng nhỏ để bích bảo vệ không cho nhớt đi vô cái bugi á, là nó bị tèo rồi. Thì Quang sẽ tiến hành đặt về nha. Thì cái chuyện này thì tụi mình sẽ gắn lại thôi, và sẽ chạy tạm, nói chung là chạy tạm trong thời gian chờ mô bin mới và bugi mới về. Thì nhân cơ hội tụi mình tháo ra như vậy, tụi mình sẽ làm cái gì tiếp theo? Đứng lên. Xăng gió lửa thì tụi mình test là tới lửa rồi đó, các bạn sẽ thấy nguyên dàn lửa ha.
các bạn hồi nãy được nhìn thấy cái dàn xăng rồi, là cái ống xăng ở đằng kia nha. Dàn gió thì hôm qua là Quang đã thay cái lọc gió rồi và cũng đã thử tháo, tức là nổ máy nhưng máy nổ không đều á, thì đã tháo cái MAF, cái giắc điện của MAF ở đằng này nè. Đó, ra thì nó vẫn như vậy, nên về logic là cái dàn gió là không cần bàn tới. Dàn lửa là tụi mình biết sẽ thay 6 cái mô pin và 6 cái buji. Và tụi mình sẽ nhìn thử những cái dàn hơi. Dàn hơi là gì? Các bạn sẽ nhìn thấy đây nè. Thấy này không? Tao đang chỉ nè, cái đường ống nè, có một đoạn ống nhỏ nè. Thì các bạn sẽ sử dụng cái gì? Như trong một clip mà mình đã tự châm cái xe của mình, mình có dư sẵn cái ống này. Cái ống này mục đích mình mua là có những cái vòi để cho cái đường rửa kính ở phía trên xe. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ để lại để Quang sẽ châm cho những cái này. Tức là sẽ có những cái đoạn ống nó nhỏ nhỏ như vậy nè, mình sẽ rút bỏ và mình sẽ thay bằng cái ống mới. Đây mình sẽ thử rút cho các bạn nhìn thấy ha. Đó, ra một cái nè. Tiếp tục. Ra một cái nè, nha. Cái này làm gì? Bỏ chứ làm gì? Đi đưa lại nè. Quang, kiếm cái cây kéo đi Quang. Đó, kéo thôi, cắt kéo. Cái kia rồi. Dao hả? Ok, nè thì mình đưa ra dài hơn tí. Ê, có chừng đụng mà xem vô tay. Rồi, cắt nha, tụi mình không có kéo, tụi kia mình cắt. Đấy. Rồi. Sau đó tụi mình sẽ ghim vô lại. Nó hơi khó tại vì đương nhiên là cao su mới nó sẽ bót hơn nha các bạn. Chết mẹ, chảy máu ở phong trường. Thấy chảy máu trên ngón tay rồi kìa. Mà thôi không sao đâu, cái này đơn giản mà. Tôi đã lấy máu bằng Huy rồi. Nice. Mình nhân cơ hội tay mình chảy máu. Rồi, đưa lên trường. Các bạn đã thấy là mình đã xử lý cái đó đúng không? Và tình cờ tay mình chảy máu. Thì có một cái của cái những dòng xe Đức cũ và cả đời xong dịch Đức mới, các bạn sẽ có cơ hội biết của ngày hôm nay. Đó là thường ở trong xe sẽ luôn có một túi cứu thương. Và những túi cứu thương đó nằm ở những vị trí khác nhau trên những dòng xe khác nhau. Ví dụ với dòng E của mình, cứ đứng ở liền tại mày vô khó lắm. Dòng E của mình thì cái ghế ngồi á, có hai ghế của dàn trước, nó có một cái hộc để đồ. Mình sẽ lấy ra cho các bạn thấy. Không, đứng ngoài đi, ở đây dướng cửa rồi. Để tao lấy ra cho. Luôn những dòng xe Đức luôn có một cái túi cứu thương. Những dòng xe khác thì mình không biết nó có cắt giảm hay không thì mình không xua, nên các bạn sẽ phải tự tìm hiểu. Nhưng những dòng xe mà mình đã chơi qua, nói chung là những dòng mạc và những bim thì đều có một cái túi cứu thương nho nhỏ, bao gồm cả cái kéo. Không, kéo này là kéo y khoa nha. Thì vết này nó chảy tí xíu thôi, nhưng mà nhân cơ hội mình sẽ cho các bạn nhìn thấy. Để coi mình còn một cái miếng nữa, cái miếng đang xài á. Mình có một cái bộ đang xài. Quang lại nhờ tí coi. Rồi mình nhờ bạn nè. Mình kéo này, lấy cái kéo, dập cái kéo. Rồi cắt cái này đi, cắt gần sáng này nè. Rồi từ 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 này nó vậy. Đó. Sơ ý tí xíu. Không có gì cả, bình thường. Đó, các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy là những chiếc xe cũ nhưng mà nó còn đầy đủ đồ sẽ như thế nào nha. Rồi, việc tiếp theo nữa là nhờ Quang lấy cái băng keo đằng kia. Lấy ra một đoạn dài một tí. Băng keo này là băng keo dặn, băng keo cá nhân á. Rồi kéo dài đi, giữ cho. Rồi kéo đi, nó dính chặt lắm mấy keo này. Rồi kéo đi ra nữa. Ơi, rồi kéo đi. Rồi dừng đôi tay đó, đơn giản, cắt cái chỉ kia đi. Xong một buổi quá bị chảy máu ra, bị Quang lấy tiết. Nha, cái nơi mình dẹo cái đó lại sau. Tụi mình sẽ quay lại với cái bên này. Thì tiếp tục với chiếc E46 này. Thì Quang sẽ nhìn xem xung quanh là có những cái ống nào như vậy đó. Sử dụng cái ống này để chơi tiếp. Trong lúc chờ lát nữa tụi mình sẽ gắn lại toàn bộ. Và khi tụi mình, thật ra cái này á, mình sẽ có một clip thứ tư nữa. Là tụi mình sẽ gắn tạm lại mô pin và buji thôi. Sau khi có mô pin buji mới, tụi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chăm thật kỹ khi mà gắn vô lại nha. Đấy bạn, thì hiện tại là sau khi là mình đã băng bó tay của mình xong ha, thì bây giờ tụi mình sẽ tiến hành gắn lại 6 cái mô buji và 6 cái mô pin. Thì đồng thời ở bên kia các bạn thấy cái bàn vàng không, cái bàn vàng đó là để mình đi qua cho. Tức là cái con E46 này nè, nó có một cái hộp ECU ngay chỗ vị trí này, nhưng cái con này thì trong quá trình sử dụng hay như thế nào đó, cái phần nhựa phía dưới và cái phần nắp nhựa phía trên nó bị nóng, nó bị lật nhau. Thì trong thời tương lai có thể Quang sẽ mua một cái nắp khác hay như thế nào đó. Còn tạm thời tụi mình sử dụng theo kiểu là lấy một miếng nhựa che để cho cái nước mà có đi xuống nó sẽ trôi xuống chứ nó không có đi vô nha. Đây là dạng giả chiến thôi. Rồi
thì hiện tại là mình sẽ bắt đầu gắn lại hết để chuẩn bị bước đến một cái đoạn tiếp theo ở trong quay năng gắn như con ốc nè, gắn tạm con ốc kìa để không có lọc sọc. Thì sau khi mình gắn lại con bim đúp này xong tụi mình sẽ nổ máy test, nhưng mà cái chuyện đó chuyện tính sau đi, chắc chắn là phải thay cái dạng bim Fuji rồi. Và tụi mình sẽ làm một thứ nữa, đó là tẩy ố gương bằng cái đồ của Quang. Thì lát nữa Quang sẽ hướng dẫn về cái đó, là tụi mình sẽ cắm máy quay nha. Ok các bạn. Vậy là xác định làm cái nào Quang? Làm kiến nào? Kiến lái trước. Làm kiến lái. Đi qua kia bà nội, mày làm cái này chi? Này trước đây nè. Đó, thì đây là những cái món đồ mà Quang có sẵn nha. Thì cái máy pin này là sẽ gắn vô cái trụ để quay quay trên cái, nó gọi là gì Quang? Bông hả? Bông mài phớt hả? Gọi là phớt lông cừu đúng không? Ờ nhớ rồi. Phớt lông cừu này nọ nè. Đó. Đầy đủ đồ luôn. Đây. Rồi được rồi, để tạm đi, để lấy ra nhiều chi. Xong cái cục kia đâu rồi? Chết, thiếu gì rồi hả? Chúng mày lấy tay chạy mà, không biết cục ở đây này không quay nè. Thiếu gì? Chắc con xe hùi dùm bạn lớp. Mở đi, từ tí, để mình tắt máy đây nha, để mình đi kiếm cho. Để chạy cho nó bóng lên coi nó còn bị ố không á. Đầu tiên là thoa trước cho nó mềm, ha. Rồi, lấy gì nữa? Này là không phải chuyên môn rồi nên đứng là hết ý kiến, không ý kiến gì ở đây được hết á. Nhìn nó giống sumo vậy. Nó có cái hạt cát mịn bên trong. Hạt cát mịn hả? Để thử xem. Nó có cát mịn bạn. Có mịn để mình gà nó văng ra trong cái nếp. Tôi biết là ngay cái khu vực này là nó bị gì nhất không? Rồi. Nhưng mà phải có đang thấy không? Phải có sự khác biệt rõ chứ hả? Con này nhìn con trường nó vẫn còn rất là đẹp luôn á. Con trường rất là đẹp nên không thấy sự khác biệt. Đây các bạn, sau khi mà mình chừa khô thì mình thấy cái hạt cát mịn này nha. Đó, nó sẽ không làm xước kiến quá nhiều đâu. Cái bột. Đúng ra phải hoàn làm xe to quá mới thấy đúng sự rồi. Khác biệt. Làm xe này là vô nghĩa, đúng nghĩa vô nghĩa luôn á. Mà thôi làm thử đi, rồi có dịp khác rồi tính sao. Thôi cần. Tốn công, xe tao ở dơ quen rồi. Ok. Thôi cái đoạn này là mình cũng không quay nhiều nha, tại thực sự là nó không có sự khác biệt lắm, nó là sự thật luôn. Thì làm cho thử coi là trường nó thấy có gì không. Hoặc là ít nhất á, nó mình sẽ không thấy là nó sáng lên đâu, nhưng mà có thể là đi mưa nó sẽ không bị bám. Đúng không? Thì đi giờ nếu mà có cơn mưa nào đó trường nó tự cảm nhận nha. Rồi có dịp khác là mày chia sẻ lại. Rồi, bye trường, bye Quang, bye mọi người.